và đây là Quang Vinh Passport. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Quang Vinh Passport. Và sẽ là một thiếu sót rất là lớn nếu như các bạn đến Đà Lạt mà không có ghé thăm vườn dâu. Ngày hôm nay mình sẽ có một trải nghiệm rất là thú vị và hấp dẫn vào vườn dâu, hái dâu. Cảnh rất là đẹp luôn các bạn. Mình thấy có một đàn bướm trắng bay luôn kìa. Bật mí, đây là lần đầu tiên mình mới đi vào vườn dâu luôn. Chào anh. Đây là anh chủ vườn dâu ngày hôm nay. Wow, thấy anh làm cũng hấp dẫn mà mình cũng muốn làm. Ủa, này là hái dâu luôn hả anh? Dễ thương quá anh hả? Các bạn nhìn là dâu rất là dễ thương luôn. Từ trái mới nhú lên hả? Cái này là cái hoa luôn hả anh? Cái hoa này sẽ ra trái anh hả? Đúng rồi. Hoa này xong rồi ra trái nhỏ nhỏ vậy, trái to lên. Rồi bắt đầu cái màu của nó là màu trắng nhạt, hơi xanh xanh lá cây. Xong sau đó là sẽ chuyển qua màu đỏ từ từ. Như trái này ở đây là mình thấy đỏ là nó chín rồi nè anh hả? Mùa này tháng 12 ở Đà Lạt thì là có nhiều dâu để mà mình thu hoạch không? Có nhiều em. Cũng quanh năm hả anh hả? Chỉ có mùa mưa thì dâu dập thì không có. Mùa nắng này thì dâu nhiều. Em cũng biết thời tiết ở Đà Lạt mà mưa thì cây cối hơi khó chịu ha. Đây, và đây là trái dâu đã chín rồi. Cái mà mình ăn ở nhà đó nha. Nếu mà mua về tặng cho bạn bè thì món quà rất là dễ thương. Mình còn tự hái ở trong vườn ra nữa thì là mang một ý nghĩa đặc biệt ha. Em muốn hái nhiều hơn dâu để mua về làm quà tặng. Nhưng mà không, anh mới hái, rồi ngày mai mới có lại. Dạ, cảm ơn anh. Các bạn ơi, thiệt là tiếc bởi vì mình tới không có đúng lúc, bởi vì anh chủ vườn ở đây vừa mới thu hoạch một lứa rồi để cho bán cho ngày hôm nay rồi. Là cho nên mình không có thực hiện được challenge này, thôi thử challenge lần sau. Cảm ơn anh. Chào tạm biệt anh. Và ngày hôm nay mình sẽ giới thiệu đến các bạn cuộc đời rất là quen thuộc với Vinh rồi. Mình sẽ lên Vinh kẹt có quen không? Thật ra đó là nơi mà Vinh đã quay MV Điều Buồn Tin. Ngày hôm nay thì Vinh muốn giới thiệu đến các bạn cũng như là mời mọi người đi xem coi cảnh ở đây nó có khác với lại trong MV của Vinh không? Và khác như thế nào thì mình cùng khám phá nha. Phía bên kia là cánh đồng hoa tam giác bạch mà Vinh đã quay MV Điều Buồn Tin. Nhưng mà bây giờ đang cái mùa mưa, thành ra Vinh đi tới đây là cái đường nó bị ngập nước rồi, không có đi tiếp được nữa. Ở đây họ sẽ trồng hoa theo mùa. Nhưng như đợt Vinh quay thì là có hoa tam giác mạch. Rồi có một giai đoạn trong năm họ sẽ trồng hoa hướng dương hoặc là hoa giả quỳ. Thì nếu mà các bạn muốn canh cánh đồng hoa hướng dương đó, thì các bạn nhớ đi vào dịp sau Tết nha. Sẽ có nguyên một cánh đồng hoa hướng dương đó rất là đẹp. Và bây giờ mình sẽ đi khám phá những nơi khác thử xem. Các bạn biết không, lần đó quay video clip á, để bắt được những khoảnh khắc vàng của thiên nhiên là Vinh và cả ekip phải thức dậy từ rất là sớm. 3 giờ sáng đã có mặt ở đây rồi. Xong sau đó mọi người di chuyển xuống tận sâu ở dưới cánh đồng hoa ở giữa hồ. Xong sau đó chờ ánh bình minh ló dạng. Mà quả thiệt lúc mà quay được những cảnh đó thì mọi người đều rất là hài lòng, bởi vì quá đẹp không thể tưởng tượng được. Trên video clip chỉ là một phần thôi, các bạn phải có mặt ở đây vào lúc sáng sớm á, thì mới thấy được là chỗ này đẹp như thế nào. Và bây giờ Vinh đang đi xuống một ngôi nhà mà lần trước Vinh nhìn từ bên hồ qua chưa có dịp ghé. Lần này sẽ tới, đây là nhà của ông chủ của khu Đà Lạt Ngư Farm này. Nhìn rất là hoành tráng, rất là đẹp luôn. Nhà có vẻ rất có gu. À, một trong những cái điều mà Vinh thấy đó là cô dâu chú rể đến đây chụp hình rất là nhiều. Chắc mọi người cũng muốn ghi lại những hình ảnh đẹp cho đám cưới của mình với cảnh thiên nhiên. Hình này chịu khó thiệt chứ. Đẹp quá trời đẹp luôn. Phía bên này là cả một cánh đồng hoa gì nè. Nó nhỏ nhỏ nhỏ, xinh thiệt xinh. Đôi khi anh mơ về nơi rất xa, bồ công anh sẽ bay đi mãi. Chuyến đôi ta ở tại Đà Lạt Mill này, ngoài những phong cảnh thiên nhiên tuyệt đẹp thì bên trong còn có một nhà máy sản xuất sữa nữa. Bình thường thì không có mở cửa cho tất cả mọi người tham quan, nhưng mà ngày hôm nay thông qua chương trình Quang Vinh Passport thì Vinh đã được phép vào bên trong để ngắm nhìn
một dây chuyền sản xuất sữa khép kín. Các bạn xem có hoành tráng không? Và rất hồi nữa phía bên ngoài cửa thì Vinh cũng sẽ thưởng thức sữa của Đà Lạt Milk. Mình tin chắc sẽ rất là ngon. Mình sẽ ăn thử sữa chua có mùi đào. Và các bạn biết không, sữa chua đào này cũng như là những sản phẩm sữa được sản xuất tại đây là độc quyền đó, chỉ có ngay ở Đà Lạt Milk thôi. Rất là ngon luôn. Ở bên trong còn có sauce của trái đào nữa. Cái hơi ngọt nhưng mà bên thích. Vừa ngọt mà vừa béo nè. Mát mát lạnh lạnh nó ăn vô thiệt là đã. Vậy là cuộc hành trình khám phá Đà Lạt của Vinh sắp kết thúc rồi. Một điều mà mình không thể nào quên làm đó là khi đi chơi thì mình phải mua quà tặng cho bạn bè và người thân của mình, phải không? Chứ mình thôi bị la hay sao? Và bây giờ Vinh xin mời các bạn cùng theo Vinh đến chợ Đà Lạt nha. Chào các bạn, Vinh đang có mặt ở chợ Đà Lạt để tìm mua con lạc đà. À không, thật ra thì ở đây có tất cả các món đặc sản của Đà Lạt. Bây giờ hãy cùng Vinh đi vào trong lòng chợ để xem Vinh mua gì ra để về tặng cho người thân của mình. Này em thử này phải không? Như là xí muội hả? Ăn vô nó ê mà ngon ha. Còn cái này cô mai dâu, cho em một cái hộp ha. Ha, mình sẽ tìm đủ 7 màu nha. Cái này là mức gì chị? Đây là artiso chanh non. Wow. Chanh này ngon nè. 5 màu à, 2 màu nữa. Một màu cuối cùng. Này trái dâu luôn. Em muốn ăn dâu á. Dạ, dâu tây. Trong này Vinh lựa được đào giòn, dâu sữa, hoa dẻo, hoa hồng, chanh non, ô mai và mứt dâu tây, 7 loại, 7 màu khác nhau. Vậy là Vinh cũng đã lựa chọn được những món quà ưng ý dành tặng cho người thân và bạn bè của mình. Hành trình khám phá Đà Lạt của Vinh đến đây cũng đã kết thúc rồi. Cảm ơn các bạn đã cùng theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn ở tập tiếp theo nha. Bye bye.